nhân duyên hội đủ, chúng tôi một lần được về thăm ngôi già lam mang tên Tịch Thất Thành Nguyên. Vào những ngày cuối tháng 5 năm Kỷ Hợi, dưới cái nắng như thiêu đốt của đất trời phương Nam, khiến chúng tôi cảm thấy như ngột ngạt, khó chịu. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, bởi khi vừa đặt chân đến ngôi Tịch Thất Thành Nguyên, cả hội chúng tôi như vỡ òa cảm xúc. Một màu xanh của cây cối bao phủ, từng được gió trời đua nhau thì thổi, tạo cảm giác dịu lành, hòa quyện cùng thiên nhiên trong lành. Cùng với đó là lối kiến trúc mang hơi hướng hồn quê, chân chất, mộc mạc, đậm chất thiền vị. Những ngôi nhà ngói đỏ, những bức tường gạch được xây thẳng tắp như nhắn gửi thông điệp trực chỉ của chốn thiền môn. Càng vào trong, chúng tôi càng bất ngờ thú vị. Được biết Tịch Thất Thành Nguyên được xây dựng từ năm 2008 với diện tích ban đầu chỉ vỏn vẹn 300m². Sau 10 năm, được sự trợ duyên của quý Phật tử gần xa, không gian hiện tại đã được 4.200m². Và điều đặc biệt là trong ngôi già lam đơn sơ nhỏ bé này là chỗ về nương tựa của hơn 30 tâm hồn trẻ thơ đang ngày đêm thực tập theo chí xuất trần của bậc thượng sĩ. Chúng tôi được các chú tiểu hướng dẫn viếng thăm không gian riêng biệt có 102 của sư trụ trì. Đó là ngôi thiền thất trên cây. Qua lời các chú tiểu, chúng tôi được biết hàng ngày thầy trụ trì thường dành khoảng 2 giờ đồng hồ để tĩnh tọa và nghiên cứu kinh điển trên thiền thất này. Công việc thường nhật của thầy đó là bắt đầu từ 4 giờ sáng, sau khi công phu xong, thầy trò ra tập thể dục, giáp tác, chuẩn bị thức ăn sáng cho các chú dùng điểm tâm. Đến 6 giờ 30 lại đưa các chú đi học buổi sáng. Sau khi các chú đi học xong, thầy lại về với thời khóa riêng của mình, đó là từ 8 giờ đến 10 giờ là khoảng thời gian tĩnh tọa và đọc sách trên thiền thất trên cây. Đến 10 giờ thì lại xuống phụ chuẩn bị buổi trưa, để rồi 11 giờ 30 thầy đón các chú đi học về, và 12 giờ 30 các chú học buổi chiều lại tiếp tục đi học, thầy lại một lần nữa đưa các chú. Với công việc chăm lo nuôi dạy cho hơn 30 chú tiểu từ mầm non đến đại học, chúng tôi bất ngờ khi đón nhận nụ cười an lạc lần đầu tiên đối diện với thầy. Vì muốn giải quyết sự nghi ngại về ý tưởng tạo dựng ngôi thiền thất trên cây này của chúng tôi, thầy cho biết đó là ý tưởng bắt nguồn từ câu chuyện về một vị thiền sư đời Đường có tên là Ô Sào. Thầy nói, mục đích tối thượng của người tu là giải thoát, còn tất cả những việc khác là phương tiện dẫn dắt chúng sanh đến với đạo, nuôi dưỡng từ tâm, hành Bồ Tát đạo. Khoảng thời gian mà rảnh rỗi nhất đối với của thầy đó là vào từ 1 giờ đến 4 giờ chiều. Thầy phải lo việc sắp xếp công tác Phật sự trong chùa. Đến 5 giờ kém 15 thầy đi đón cấp chú tiểu từ mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2. Rồi đến 7 giờ kém 15 là thời khóa tịnh độ buổi chiều của thầy trò Tịnh Thất Thanh Nguyên. Đối với một người tu sĩ thì hình như là cái lịch trình hàng ngày của thầy nó khép kín. Ông bà dạy là nhàn cư vi bất thiện,
nên từng việc mình làm việc nhưng mình ăn vui trong cái việc làm của mình. Đó là niềm hạnh phúc của thầy. Ở đây chúng tôi cảm nhận được hơi ấm tình thương của một đại gia đình. Tuổi thơ của các con được bù đắp đủ đầy với tình yêu thương của sư phụ và chư huynh đệ. Thời gian khẽ vội trôi qua, đã đến lúc chúng tôi phải tạm biệt thầy, tạm biệt ngôi già lam nhỏ bé này để khăn gói trở về với dòng đời tấp nập. Nhưng không biết từ bao giờ, trong tâm ý chúng tôi nảy sinh mong nguyện được nương tựa nơi chốn này. Chúng tôi ra đi với hành trang đó là sự tĩnh tại tâm hồn, cùng lời nhắn nhủ. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm. Cảm ơn đời đã cho chúng tôi được một lần đến thăm Thanh Nguyên. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Thank you.